Vâng, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Nhạc cụ Đàn Hương. Hôm nay mình xin làm một cái video test một sản phẩm cho một vị khách đã đặt hàng sẵn ở bên mình. Đó là cây đàn nguyệt. Đây là một cây đàn nguyệt tầm trung. Quý vị có thể vừa tập chơi đàn này cũng được, hoặc cũng có thể đem nó đi biểu diễn cũng được hết, vì chất lượng của nó khá tốt. Đây là một cây đàn của một anh là Đức Trinh ở Đồng Nai. Thì mình xin test cho anh Đức Trinh có thể nghe thử chất âm để anh có thể yên tâm khi nhận hàng nhé. Như vậy là mình đã test xong cây đàn cho anh Đức Trinh. Anh có thể yên tâm khi nhận hàng nhé. Vâng, cảm ơn mọi người đã đón xem video của Nhạc cụ Đàn Hương. Và nếu mọi người có nhu cầu muốn mua nhạc cụ dân tộc thì xin mọi người hãy ủng hộ cho Nhạc cụ Đàn Hương nhé. Vâng, mình xin cảm ơn mọi người.